Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình sẽ về thêm được một chiếc FC hay còn gọi là Federico Constant. Và chiếc FC này của mình cũng là một mẫu đời mới của FC và được ra mắt vào năm 2018 với bộ máy chronograph và một bộ case rất là tuyệt vời. Cái hộp ngoài của nó quá quen thuộc và mình không nói nhiều nữa. Mình sẽ tiến đến cái phần giới thiệu đặc trưng. Chiếc này bên mình bán với giá là 37.990 và đầu xuân năm mới bên mình có lì xì thêm 1 triệu đồng nữa. Nên là chiếc này sẽ bán với giá là 36.900 vào thời điểm vào đầu năm 2020. Và chiếc này của mình thì sẽ có mã đó là FC760V4H4 với máy flyback chronograph manufacturer. Với thân được mạ vàng rose gold plated 10 micron và chúng ta sẽ có độ chống nước 5 ATM cùng với là sợi dây da alligator. Và như các bạn thấy ở đây là cái giá retail của nó phải nói là rất là dã man, với giá là $4,295. Với mức giá $4,295 thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 110 cho đến 115 triệu để sở hữu chiếc này. Trong khi đó với giá săn sale trừ đi hết các gói dịch vụ bảo hành toàn cầu thì mức giá của nó chỉ về là 36.990 sau khuyến mãi của ICS. Đó. Bên mình bao check 1 đến 10, khi các bạn cần thiết có thể lên chính hãng Federico Constant tại 41 thi sách để kiểm tra. Mặt dial của chiếc này thì có size là 42mm với bộ kính đó là kính Sapphire Glass Box cực kỳ tuyệt vời. Và bộ thân của chúng ta là GP10, tức là Gold Plated 10 micro. Bộ thân này được mạ vàng rất là dày. Mặt dial của chúng ta thì sẽ là một mặt dial chronograph thường thấy với 3 cái sub dial là tại góc 369 hay còn gọi là chronograph hình chữ V. Và chiếc này thì khác với chiếc FC760MC4H4 mình giới thiệu là ở bộ cọc số. Với chiếc V4H4 này của chúng ta thì sẽ là cọc số vạch và cọc số được làm theo dạng đầu vuốt hình thoi rất là đẹp. Ở phía ngoài chúng ta sẽ có một cái vòng tachymeter tính tốc độ. Đó, còn ở phía trong thì chúng ta sẽ là cái mặt dial được làm rất là kỹ càng của FC. Bộ kim alpha cùng với đó là các cái kim chronograph cũng như là kim ở dưới này của chúng ta lịch ngày thì sẽ được làm với cả với cái màu ghi nòng súng hay còn gọi là metal gray. Đó, thì những cái màu sắc này thì được tạo nên rất là đẹp trên cái nền mặt dial màu be silver của chúng ta. Chúng ta sẽ có ở góc 6 giờ là lịch ngày, ở góc 9 giờ của chúng ta thì sẽ là small second, và ở góc 3 giờ của chúng ta thì sẽ là chronograph foot. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có 3 núm chính với một núm với hai núm chronograph ở trên dưới và một núm chính của chúng ta có logo hình khiên. Và mặt sau của chúng ta thì sẽ là nơi mà FC trình diễn cái bộ máy, đó là FC760. Đây là một bộ máy có 32 chân kính, có 28.800 tần số động và khoảng 42 giờ tích cót. Và bộ máy này thì bộ máy được gắn module chronograph với cái phần là flyback chronograph rất là tuyệt vời. Toàn bộ máy phía sau thì được hoàn thiện bởi những vân Geneva Stripe và những cái vân và đánh xoáy vân cá rất là đẹp. Và chúng ta sẽ thấy những cái thông tin ở đằng sau như là flyback chronograph manufacturer này, độ chống nước 5 ATM, kính Sapphire, Swiss Made. Đó, và mã dòng của sản phẩm, mã thân của sản phẩm là FC760X này. Nó tượng trưng cho V4H4 hoặc là MC4H4. Serial number của sản phẩm thì ở đây. Chúng ta sẽ có một sợi dây đi kèm, đó là sợi dây alligator được làm handmade hay còn gọi là fed made. Thì sợi dây này thì sẽ được làm là màu nâu đậm, nâu sô cô la đậm, và sẽ đi kèm một cái khóa bấm, khóa gập đặc trưng của FC size 18. Và khóa gập này thì sẽ có logo hình khiên được đưa ở trên rất là đẹp. Nói chung là flyback chronograph thì nó sẽ là cao cấp hơn so với cái dạng chronograph thường. Và khi các bạn chạy chronograph này, đó, chúng ta có thể ấn flyback để nó chạy tiếp luôn. Đó, chúng ta sẽ không cần phải stop và reset và sau đó start lại. Thì với cái flyback chronograph này thì nó sẽ tiết kiệm cả 3 bước và nó sẽ rất là phù hợp với chúng ta khi mà chúng ta làm trong những ngành nghề phải tính theo lap hay là còn đợi theo vòng. Ví dụ như là chạy đến kinh theo vòng hoặc là đua xe theo vòng thì chúng ta sẽ có cái chức năng flyback chronograph này rất là tuyệt vời để chúng ta có thể record lại những cái thông số của chúng ta. Đó. Và với chiếc này thì nó sẽ phù hợp với tay các bạn khoảng 16cm trở lên. Thì nếu như anh em có nhu cầu mua chiếc này, có thể liên hệ bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Sản phẩm đang được bán với giá 37.990 và được khuyến mại còn 36.990 cho đến 15 âm Tết. Nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc này, em có thể liên hệ bên mình.
Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.